Vậy thì khi tăng giá gấp đôi, ông này lợi nhuận tăng gấp bao nhiêu lần? 3 lần. Rất tuyệt vời. Vậy có tăng giá lên không? Khi tăng giá lên thì công nhân giảm, nhà máy giảm, điện giảm, công việc của mình giảm, thời gian còn lại đi bán cái khác. Dạ, em xin giới thiệu, em có một doanh nghiệp đang hiện tại là đang kinh doanh các mặt hàng đặc sản vùng miền. Thì em đến đây cũng một cái trăn trở, đó là mình làm với một tâm huyết là vì đam mê, vì điên, có một chút điên khi sau khi mà mình vận hành doanh nghiệp mà mình thấy sao lãi không thấy, chưa thấy lãi, thấy có số bán ra thôi nhưng mà chưa thấy lãi đâu về. Dạ. Vì mọi người khi cách đây 2-3 năm trước thì em có làm đó là kinh doanh, em thương mại các mặt hàng vào hệ thống. Bây giờ cái hàng nông sản, cái lợi nhuận nó rất thấp. Muốn làm doanh nghiệp cái hàng nông sản ấy, thì phải làm nó, một là làm tính năng mới cho cái sản phẩm, hai là giá nó phải khác đi. Dạ, đúng. Ba là kênh phân phối nó phải khác đi. Dạ. Còn dễ nhất ấy, là tìm một cái con ngựa chạy nhanh, cưỡi lưng nó và phi về đích. Dạ. Ý tôi nói là tìm một cái sản phẩm mà cái thị trường của nó, lợi nhuận nó tốt hơn, làm. Dạ. Cô bán hàng có giỏi không? Em bán tốt ạ. À. Tốt thì bán cái hàng khác có tiền thì có bán không? Cũng là cái hàng tốt. Dạ, hiện tại em trong giống như như thầy, hôm nay em có nghe hôm qua em có học là ví dụ như mình không thấy hiệu quả, mình thay đổi sản phẩm hay mình thay đổi thị trường. Mình thay đổi cả thì ba. Thì em đang dùng chính trên thị trường của mình đang có kênh rồi, thì em nghĩ là mình vẫn dùng sản phẩm này nhưng mình sẽ tăng giá trị của nó. Tăng thì nó khó bán, tăng là nó sẽ khó. Ví dụ như mình túi bánh này mình bỏ khô bò, khô heo, khô gà hay là ruốc cá. Em cũng xin chia sẻ là vì sao em làm cái mặt hàng này ạ. Cô có chia sẻ 100 câu chuyện nó cũng không bằng cái âm thanh này. Dạ đúng. Đây mới là âm thanh tuyệt vời nhất của quảng cáo này. Thế thôi, cần gì nói nhiều. Lịch sử bánh với cả truyền thống bánh nó không bằng cái âm thanh cho mồm giòn tan. Rồi cô muốn nói gì nữa không? Dạ, em có nói là ý là em cũng có trong cái suy nghĩ của em cũng có là mình cũng có suy nghĩ lớn một chút cho cái sản phẩm của quê nhà. Đó là khi trước kia là sản phẩm này chỉ là cục bịch hay là mình bán theo cái cách là tạp hóa rồi truyền tay nhau thì chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Thì cái em suy nghĩ đó là em muốn đưa một sản phẩm của quê em đi vào kênh hiện đại, bán nhiều người biết đến vùng quê của em. Và em đã làm được điều này. Mặc dù có rủi ro nhưng mà em cũng xử lý được. Cái này là em vui vì em làm được. Cái gói này 25.000 à? Dạ. Nâng đến mức bao nhiêu tiền thì anh chị em sẽ băn khoăn về gói hộp sản phẩm này. Thì mình sẽ quyết định là có mua hay không. 50 có nghĩ không? 40 có nghĩ không? 40 có mua không? Dạ. Thì cô nghe thấy kết quả chưa? Vâng. Bây giờ tăng lên 40.000 thì thị trường có thay đổi không? Dạ có chứ. Có không? Dạ có. Bao nhiêu trong số các anh chị đây băn khoăn cân nhắc giữa việc có mua hay không nếu mà giá tăng lên 40.000? Băn khoăn đấy, tức là tôi sẽ có thể mua hoặc không mua, vì tăng lên 40.000 nên tôi có thể mua hoặc không mua. Không mua ấy. Không mua nếu tăng lên 40.000. Rồi. Không phành vấn đề vẫn mua nếu mà 40.000 được này. Rồi, cảm ơn. Cứ cho là mất nửa thị trường đi. Vâng. Thì điều gì diễn ra nếu mình mất nửa thị trường? Tại vì em thì em đang nghĩ mình đang bán sỉ à. Bán số lượng lớn, đi kinh phủ rộng hơn thì em phải chấp nhận là mình phải bán giá cho khách hàng của mình, ví dụ như là siêu thị hay nói các hệ thống. Nói ít thôi, làm kinh doanh không cần nói nhiều. Giá bán ra là 25k, đúng không? Giá gốc là 15k. À, giá sản xuất, giá thành sản xuất
Mười mấy? 12 ạ. 12. Thì ông này được là 3.000. Ông này được lãi 10.000. Đúng không anh em? Rồi. Phương án 2, 50k và giá gốc vẫn là 12k. Thì theo các anh chị, giá mình giao buôn là bao nhiêu? Đúng rồi, 30k. Vậy ông này lãi bao nhiêu? 18 ạ. Rồi, 18k. Ông này lãi bao nhiêu? 20k. Số lượng khách hàng giảm đi bao nhiêu lần? Một nửa. Bao nhiêu lần anh em? 50. 50 lần. Nhân 50%. Nhân 50%. Ông này lãi bao nhiêu? Vẫn giữ nguyên đúng không? Ông này lãi bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 9.000. Vậy thì khi tăng giá gấp đôi, ông này lợi nhuận tăng gấp bao nhiêu lần? Mấy lần anh em? 3 lần. Rất tuyệt vời. Vậy có tăng giá lên không? Khi tăng giá lên thì công nhân giảm, nhà máy giảm, điện giảm, công việc của mình giảm, thời gian còn lại đi bán cái khác. Lợi nhuận tăng gấp 3 lần. Giờ đã nhìn thấy tiền mình rồi chưa? Nhìn thấy tiền chưa em? Dạ thấy tiền. Khi tăng gấp đôi lên, mình mất đi một nửa khách hàng, nhưng bù lại lợi nhuận tăng gấp 3 lần. Thị trường lợi nhuận vẫn thế, nhà buôn vẫn thế. Họ lợi nhuận tăng gấp đôi, số lượng khách của họ giảm một nửa, của mình tăng gấp 6 nhưng mà số lượng giảm một nửa nên tăng gấp 3. Hiểu không? Dạ em hiểu. Nhưng mà theo em á, thì phải thay đổi cái bao bì thì mình mới tăng được cái... Dạ đúng rồi đấy cô. Thay vì gọi nó là muối tôm, gọi nó là muối mẻ. Thay vì gọi muối tôm, gọi là muối tép. Để tăng giá trị. Ờ. Bây giờ nếu mà tăng lên ấy, thì do cái công nhân nó giảm, do cái sản lượng nhà máy nó tăng, nên thay vì 125g, ông đề là 150g, xong ghi là cộng thêm 20%. Ông lấy một cái khúc màu cái bìa này, ông in thêm một cái khúc rôi ra một màu này, đây là cái chỗ đoạn này này, gọi là tặng thêm 20%. Sau đấy thì cái loại hàng kia hết hàng, hết dần hàng nên còn loại hàng này thôi. Mình vẫn bán cả hai loại cho người ta. Hiểu không? Giai đoạn chuyển giao là bán cả hai loại. Cả loại 25, cả loại 50, 40. Sau đó là giảm dần cái số lượng 25 xuống. Thì không còn 25 nên đành phải ăn loại 40. Em trước kia thì em cứ nghĩ là mình phải làm một sản phẩm tương tự như vậy, xong rồi mình làm là suất gì đó để mình tăng giá trị. Nhưng mà như thầy có góp ý, không, cái giá của mình là đây này, đây này. Dạ. Thấy không? Dạ. Thêm cái màu đỏ tăng thêm. Thì cô đang ở đây là màu đỏ này, cô thêm một khúc màu vàng này là 20%. Dạ. Còn chơi nữa thì là ở trong có 4 miếng. 4 miếng đúng không? Thêm một miếng thứ 5, xong bọc riêng cái miếng trong một cái tờ giấy khác, ghi là thêm là 20%. Chơi hẳn bên trong nó thêm một cái phần bao bì nữa. Dạ. Có làm được không? Dạ nếu tăng tiền lên thì được hết thầy. Cứ tăng tiền. Cái tăng cái đấy để nó để làm để là tăng cái kích thích của khách hàng mua. Dạ. Chứ không phải tăng tiền. Cái tăng tiền cứ tăng. Sau mới tăng. Ừ. Tăng tiền cứ tăng, tăng 20% cứ tăng. Dạ. Hai việc khác nhau. Nhưng mà để cho người ta nhận ra rằng là cái này là 20%. Nghĩ nhỏ là 25.000, nghĩ lớn là tôi cứ bắt trước cái thằng nào lớn nhất thị trường đang làm tôi làm. Đúng không? Nó 41.000 thì mình bán bao nhiêu? Mình cũng bán 41.000 nhưng mà bán 41.000 là rất khó bán. Bán lẻ 41.000 khó bán lắm. Vì sao biết không? Hả? Thối lại á? Không, nó khôn đấy. Tôi nghiên cứu cái điều này rất dễ. Thôi mày đưa đến 40.000 cũng được. Nó sướng lắm. Nhớ nhá, 41.000 nhưng mà thu 40.000 nó sướng lắm. Đấy. Kênh siêu thị thì 1.000 là rất nhiều. Nhưng ra chợ bán lẻ 1.000 nó cho luôn.
Khó là cho bọn nghĩ nhỏ thôi. Còn đối bọn nghĩ lớn ấy, trên đời chẳng có cái gì khó mà. Em thì hiện tại em không muốn đi chợ, cũng chẳng muốn đi siêu thị, em muốn đi quán cà phê hay là coffee shop người ta chịu chi trả tốt hơn. Nhiều khi bán được 45 nghìn luôn á. Là khách hàng bán được như vậy, người ta thích hơn. Thì mình để 41 nghìn, trên trang web mình để 41 nghìn. Dạ. Thì khi mà thu 40 nghìn thì người ta vui. Còn có để 51 nghìn cũng được mà, 61 nghìn, 91 nghìn, 101 nghìn cũng được mà. Em cảm ơn thầy. Dạ. Thầy cô, ông chàng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn cô. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.